trên cái lối bên đây có hai cái cửa sổ. Đây là một cái cửa sổ bên hông, một cái cửa sổ ở phòng khách. Còn ở đây là một cái nhà vệ sinh ở đằng sau. Hả? Đây là một ngôi nhà mới được mọc lên giữa một cái làng quê. Những người đi ngang, người ta thường trầm trồ với ngôi nhà này vì sự hoành tráng của nó. Nhưng đâu ai biết được rằng ngôi nhà này được sự hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân cho ông cụ nhặt ve chai, cũng như là con của ông là chị Cẩm Hường và hai đứa cháu ngoại ở trong thời gian sắp tới. Ngôi nhà này được xây lên cũng có rất là nhiều ý kiến cho cả những người trong cuộc, những người giúp đỡ và những người quay những cái thước phim này như Bùi Hồ. Những người được giúp đỡ thì họ mừng khôn xiết, thì họ không bao giờ nghĩ rằng mình có được sự giúp đỡ ngôi nhà lớn như vậy. Những người khác thì lại ghen ăn tức ở, cho rằng ngoài kia còn nhiều mảnh đời trớ trêu hơn, đáng thương hơn. Nhưng tại sao giúp đỡ gia đình này? Những người giúp đỡ cho gia đình của chị thì cảm thấy hài lòng vì số tiền đó được xây dựng chính đáng và giúp cho những người cần được giúp. Ôi dù sao thì đó là duyên phước của mọi người. Chị Hường có được như ngày hôm nay là do phước phần của chị và do ông Tư về đây sinh sống mà mọi người cùng chung tay nhau giúp đỡ. Bùi Hồ thông tin với cô bác quý anh chị, đến thời điểm này để có được ngôi nhà của chị Hường như ngày hôm nay á, cũng có khá là nhiều lời đồn đại ra rằng là tại sao chị Hường lại có một cái lòng tham nhận nhiều sự giúp đỡ như vậy. Thì Bùi Hồ mới thông tin với cô bác quý anh chị là hiện nay thì về xây nhà của chị Hường đó là chỉ có hai Mạnh Thường Quân giúp đỡ với một cái số tiền rất là lớn để xây như thế này. Và ngày hôm nay đến đây á, thì Bùi Hồ cũng muốn cập nhật luôn về cái tình hình xây nhà của chị Hường cho cô bác quý anh chị xem, để ngày mai này thì sẽ lợp mái tôn và cũng như là lợp cái phần mái ở trên và cũng như là xây tôn cái phần nhà, thì hình dáng nó đã khác lên rồi. Còn bây giờ thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ đi vô đây để xem về cái khung cảnh bên trong ngôi nhà nó như thế nào ha. Đi đặt ngôi nhà này thì ngày hôm nay thì cô bác quý anh chị có thể thấy là đổ cột rồi đổ đà ngang để mà xây lên cái phần mái trên, và ngày mai nè là gác đòn tay lên để lập tôn. Bây giờ mời cô bác quý anh chị vô đây. Về tổng kích thước của ngôi nhà thì độ rộng thì 5m và bề dài là 15m đúng không? Dài như à, nhưng mà tổng ngoài kia kìa. Các anh thợ thì vẫn đang gấp rút để cho hoàn thành cái ngôi nhà để kịp mùng 9 năm lịch này sẽ lợp cái phần mái ở trên. Những cái phần mà xây dách ngăn phòng cũng như phòng khách đó, nó đã đang tiến hành thi công ở trong kia kìa cô bác quý anh chị. Bây giờ mình cô bác quý anh chị qua đây ha. Đây là cái phần mà ngăn giữa phòng khách và hai phòng ngủ. Đó, cái không gian phòng khách cũng khá là rộng luôn. Xích vô đây đặt, qua lại đây đi. Cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Các anh thợ mặc dù là rất là nắng nóng nhưng mà vẫn nhiệt tình xây để cho tiến độ thi công hoàn thành cái công trình này càng sớm càng tốt, để ông Tư cũng như là chị Cẩm Hường cũng như là hai đứa con sẽ sớm di chuyển vào đây ở. Đây là những cái phần cửa sổ này cô bác anh chị. Trên cái lối bên đây có hai cái cửa sổ. Đây là một cái cửa sổ bên hông, một cái cửa sổ ở phòng khách. Còn ở đây là một cái nhà vệ sinh ở đằng sau. Có một cái cửa cũng rất là đẹp ha. Rồi ở đằng sau này là có một cái cửa rất là lớn ở ngoài sau. Đây là không gian bếp bên đây. Thì không gian bếp ở đây có để ở trên kia kìa, có hai cái cục lấy ánh sáng đó cô bác anh chị. Đạt ơi, ở đây có cái làm gió không Đạt? Ở ngoài sau này khỏi lấy làm gió đúng không? Cái độ rộng này là bao nhiêu? Ở ngoài sau này là cửa nhôm đẩy ra đúng không? Cửa nhôm đẩy ra. Cái cửa này á thì nó sẽ lấy gió từ ở dưới mé sông lên thì nó rất là mát luôn. Ở ngoài sau này có một cái phần đất như hôm trước mà Bùi Hồ có chia sẻ ở cái đoạn clip trước đó, thì có phần đất nó làm cho cái nền nó không có bị sụt lún. Còn ở đây là xây cái này là cái vách của cái phòng đúng không chú? Cái vách của cái phòng từ đây đến đó là hai phòng. Ở đây thì cái lối này là lối đi của cái không gian nhà vệ sinh với lại bếp thì nằm ở bên đây. Ở bên đây thì không có gắn cục gắn sáng bên đây đặt. Thì sáng đó lấy vô rồi. Lấy bên đây là được rồi ha. Sáng cửa này nó vô nữa. À, ở bên đây có một cái ánh sáng bên này, ở đây có một cái hành lang như là chữ văn lời á. Cửa nhôm thì cái ở trên là kiến nó vẫn lấy ánh sáng. Ừ. Nói chung là cũng khá là đẹp. Cột thì cột 20 đúng không? Độ cột 20.
rất là chắc chắn. Có hai cái cửa sổ, mỗi cái một cái cửa sổ có những cái khung sắt á, thanh nhôm á, thành thử là chỗ này thì mình có thể cửa lùa đúng không? Mình có lùa qua, lùa qua, lùa lại. Đó. Tổng cộng ở đây là làm có 3 anh thợ. Anh thợ đang xây ở đằng trước, anh thợ xây cái vách phòng và anh thợ xây cái vách của phòng khách, rồi anh thợ xây có cái vách của hai cái giải phòng ở đây. Chắc ngày hôm nay là mình sẽ xây hết luôn hả chú hả? Ngày mai là bắt đầu tô chưa chú? Ngày mai là tô rồi ha. Dạ, hôm nay là cố gắng hoàn thành hết cái công trình về việc xây gạch ha. Ngày mai là tô. Làm nắng có mệt lắm không chú? Mệt hả? Chú là thợ làng ngày nhiêu? Thợ làng ngày nhiêu? 300 mấy. 300 mấy hả? 300 mấy? Thợ cũng có giá ghê luôn mọi người. Chào anh Vui. Đây là anh Thầu nè. Cũng đẹp trai lắm, chưa có vợ. Mà có con chưa? Có con rồi chứ chưa có vợ. Rồi khi nào lập máy được? Bữa mùng 9 em. Bữa mùng 9 ha. Mùng 9 là 2 ngày nữa là lập máy được. Anh có dự toán được là cái ngôi nhà của mình là khi nào nó hoàn thành được, bàn giao cho chị Hương ở được? Khoảng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa. Ô vậy mau dữ ha. Mình sẽ tiến hành gấp rút cho nó xong hả? Gấp cho chị Hương có nhà vô ạ. Dạ, 10 ngày nữa là xong. Mấy ngày nay thì các anh thợ làm cực quá không? Đúng rồi. Anh thì nắng quá, nắng. Nắng quá hả? Hôm nay thì có 3 anh thợ, một anh phụ. 4 người. 4 anh xây luôn hả? 4 người thợ, 2 người phụ với anh làm giặt cho mấy thợ ra làm. Cái ngôi nhà như thế này thì nó có gì vất vả lắm không ạ? Có khó khăn gì không? Không, thấy cũng bình thường. Tại nhà làm cũng đơn giản, không thấy gì cầu kỳ. Có bắt chỉ gì nhiều không? Không, không có. Ở đó là ngày mai là mình sẽ gác đòn tay để mình ngày mốt mình sẽ lụp mái tôn. Mới gác đòn tay hàng rồi xây chèn cho nó cứng rồi mốt là. À, nhìn cũng ra hình dáng ngôi nhà nhìn thấy đẹp quá ha. Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Cố gắng hoàn thành để cho mấy mẹ con của chị Hường có thể vô ở. Rồi cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe ha. Cái cửa này thấy cái lối đi này thấy nó rộng ha. Nhiêu anh Vui? 1m1. Cái lối đi này cũng khá là rộng luôn mọi người. Nhưng mà đi ở đây cũng phải cẩn thận, đôi khi là có mấy viên gạch nó nằm ở trên đầu á. Sợ lắm. Ở đây là cửa Đài, cửa Đài Loan hay là cửa ấy? Cửa Đài Loan. Cửa Đài Loan hả? Ở đây là cái khuôn viên cửa đây qua đây rộng bao nhiêu đà? Cái này 4 đô rồi cũng quên à. Dạ. Cũng thì cũng 4 mét hả? 4 mét một lòng. Nói chung cái cửa thì làm cũng như là theo cái số đỏ hết. Cái cửa lót lên rồi. Có một cái hàng ba ngoài trước cũng thoáng hơn. Hàng ba thì cũng rộng rãi. Dùng để cái bàn tròn luôn á. Làm xây nhà như thế này vào cái tháng này thấy trời nóng quá chị nóng, ha? Nóng quá trời. Nóng đứng bóng không có gió nữa. Em thấy mặt của chị bị nắng ăn thì sao ạ? Một phần cũng chắc cũng do nắng ăn, một phần chắc do ảnh hưởng của gan đó em. Là sao? Nghe nói chị bị bệnh về gan hả? Chị bị viêm gan siêu vi B. Mà người ta nói là bệnh về gan thì không có được thức khuya, không có được uống bia rượu nhiều nè. Không được ăn mắm nè, không được thức khuya, không được uống rượu bia. Đúng rồi. Nhưng mà nó bị ảnh hưởng thành nữ là cái gương mặt của mình nó bị nám nhiều đúng không? Đúng rồi. Xây nhà của mình thì cũng còn hơn 10 ngày nữa là xong. Theo như anh Vui á, anh Hậu chia sẻ thì cái cảm giác của mình mà sắp được dọn vô ngôi nhà mới thì như thế nào rồi? Chị nôn lắm, nôn tới ngày đó lắm. Tại vì đó giờ mới được cái ngôi nhà lần đầu tiên luôn á. Nên là mừng lắm. Đúng rồi. Trong cho tới ngày làm rồi để mình dọn vô mình ở cho ổn định, để ổn định cuộc sống nó sớm hơn chút xíu. Thoát kiếp ở trọ đúng không? Nhưng mà chị mới ở trọ hơn 1 năm nay mà đúng không? Còn 2 năm em, 2 năm nay à. Lúc trước chị thuê nhà ở bên Quảng Lộ á. Dạ. Sau đó chị mới dời qua đây là hơn 1 năm rồi. Dạ.
cái căn bệnh gan của mình thì mình có uống thuốc gì không chị? Không em, tại bác sĩ bảo là chị phải theo dõi men gan. Ừ. Cái viêm gan B bây giờ chị phải theo dõi cái men gan. Ừ. Nếu mà men gan mình nó ổn định á thì không có cần bắt đầu đi điều trị. Ừ. Nào mà men gan tăng á thì mình phải còn dùng thuốc. Ừ. Mà chị nói chung mà chị phụ nữ mà cho nên cái rượu bia thì chị cũng ít. Đúng rồi, cho nên là không men gan cũng bình thường à, nó không có tăng. Hôm nay á thì quay lại cái ngôi nhà của mình thì nên hình nên dáng á thì em cũng mừng lây cho chị, mừng vì có được ngôi nhà mới, mặc dù là mọi người cũng có những cái lời ra tiếng vào á, nhưng mà người ta nói, người ta có gửi lời với em á là khuyên chị nên giữ gìn sức khỏe và thậm chí á là đừng có để ý những cái lời mà nó tiêu cực quá, nó sẽ ảnh hưởng lớn về cái sức khỏe của mình cũng như là trong cái thời gian sống sắp tới, vì cuộc sống á là của mình, ai cứ nói gì thì mặc kệ họ, chị còn phải nuôi hai đứa con. Biết được cái chức năng gan của chị kém á, thì hôm nay đồng hành với em thì có nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh, là một cái sản phẩm về hỗ trợ cho những người có chức năng về gan như là viêm gan, xơ gan và người dùng bia rượu. Đây là nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh hỗ trợ chị nè. Đó. Bây giờ mình sẽ khui ra, mở ra xem ha chị ha. Em thì rất là khắt khe trong cái việc mà lựa chọn những cái sản phẩm mà đồng hành cùng với em. Thì đây là một cái sản phẩm mà đáng tin tưởng nên em sẽ chọn để mà đồng hành với bà con cũng như là tặng cho chị cái phần quà này. Đây là vitamin Gon, viêm bổ dưỡng tăng lực đó của Tuệ Linh luôn ha. Cái này thì nó sẽ là bổ sung vitamin khoáng chất nè, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Đó. Còn đây nhiều lắm. Cái này ai cũng uống được hả em? Đúng rồi. Nhưng mà dành cho những người bị gan thì nó hỗ trợ. Đây là một cái sản phẩm hỗ trợ chức năng gan cho những người mà uống dùng có như là viêm gan hay là virus gì gan và những người uống nhiều bia rượu đó chị. Đây có cái này là trà cây leo nè. Đây là trà Tuệ Linh ha, giải độc gan. Thì nó có sẽ có công dụng ở trong này luôn. Đó. Ví dụ như ở đây có công dụng là tăng cường chức năng gan trong các trường hợp như uống nhiều bia rượu, tiếp xúc với các hóa chất độc hại nè. Đó, nó có cái cách hướng dẫn sử dụng luôn ha. Ngoài những cái hộp thuốc cũng như là trà đó chị, để hỗ trợ chức năng gan của mình thì đây là những cái giải độc gan Tuệ Linh Plus nè. Đây nó có những cái công dụng rất là hay như là hỗ trợ giải độc gan nè, tăng cường chức năng gan trong viêm gan, xơ gan, người uống nhiều bia rượu và thuốc có hại cho gan. Hỗ trợ giảm triệu chứng là men gan cao, vàng da, mệt mỏi. Ở đây thì có cái phần cách dùng luôn đó chị. Thì đối với chị á, thì ngày uống 2 lần, mỗi lần thì uống 3 viên. Còn uống mà để giảm rượu thì uống 4 viên trước khi uống rượu và 4 viên sau khi uống rượu. Uống gần bữa ăn ha chị ha. Mà chị thì chắc không có uống rượu rồi. Và uống với nhiều nước. Đây là thì chị sẽ đọc hướng dẫn và chị sẽ là làm theo ha, uống theo. Cái này là trà. Đúng rồi. Trà là mình uống ngâm với nước nóng mình uống. Đúng rồi. Ở đây có cái công dụng với lại cái cách sử dụng hết à. Túi, đây là các túi trà giống túi như... Trà, đúng rồi. Trà vào ấm hoặc cốc rồi 200ml nước vào khuấy cho tan rồi uống. Ừ. Cái này trà... Nó cũng có công dụng đó chị. Ở trong đây thành phần thì cũng có cà gai leo nè. Cà gai leo hạ men gan hay lắm chị ơi. Đúng rồi. Trước men gan dưỡng tăng rồi mẹ bà đi vô bứt cà gai leo nè. Đúng xin rồi. Cà gai leo về cái phôi khô cho chị uống. Mình cứ uống hàng ngày vậy á. Giống như trà thừa, những cái loại trà khác. 2-3 gói trên ngày, dùng liên tục trong 2-3 tháng. Cái nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh này đó có bán trên tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc. Và có thể liên hệ mua qua số điện thoại hotline là 1800 1190. Đúng rồi, có bán trên tất cả các nhà thuốc ở toàn quốc. Có tuổi đời 20 năm mà đó chị, 20 năm trên thị trường. Và được kiểm chứng lâm sàng của Bệnh viện Trung ương 108. Chị để sử dụng từ từ ha. Chị cũng cảm ơn em à. Dạ. Và cũng cảm ơn công ty Tuệ Linh đã hỗ trợ cho chị. Dạ. Hy vọng là chị uống thuốc này nó sẽ... Ngoài việc uống thuốc thì mình cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nè. Không có thức khuya nhiều cũng như là hạn chế uống rượu bia đó. Tại chức năng gan của mình kém á chị. Chị cũng hạn chế lắm á. Dạ. Nhiều khi đó
tại làm công tác xã hội mà em, đôi khi mình cũng có thể tiếp xúc tiếp này kia nhưng mà chị hạn chế lắm, do phụ nữ cho nên ta cũng thông cảm, chị ít phải dùng rượu bia lắm, còn lại thuốc tây thì chị cũng hạn chế tối đa luôn á, tại thuốc tây nó rất là hại cho gan. Đây là giống như thực phẩm chức năng vậy đó, hỗ trợ cho chức năng gan của mình đó. Thường thì nếu mà có vấn đề gì về sức khỏe thì chị chỉ đi lấy thuốc đông y của bệnh viện ở dưới phường 2 á. Khi mà chị uống mà cảm thấy sức khỏe mình nó tốt á, phục hồi hơn á, và chức năng gan thì chị có thể nói mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại hotline trên màn hình của em để á, hoặc là nói là nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh là mọi người biết à. Chị có muốn nói là nào đối với cô bác của anh chị đã đồng hành với mình trong suốt cái thời gian qua không? Chị cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm tới chị, cũng như quan tâm tới cha chị, và cũng cảm ơn hai cái mạnh thường quân lớn trong cuộc đời chị đã hỗ trợ chị mua đất và cất được cái ngôi nhà như hôm nay. Và đồng thời thì cũng cảm ơn công ty Tuệ Linh đã giúp cho chị có được cái sức khỏe. Chị sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe bản thân mình, cũng như là có sức khỏe thì chị sẽ mong chị lo được cho hai con, được lo cho cha mẹ được nữa. Chị biết bây giờ là giống như trong gia đình, bây giờ chị là người lao động chính rồi, cho nên là chị cũng sẽ gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Em cảm ơn chị luôn, chúc chị luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha, và cố gắng giữ gìn sức khỏe trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân đã cùng chung tay hỗ trợ cho chị Hường có được căn nhà như ngày hôm nay, cũng như là hai Mạnh Thường Quân giấu tên. Và xin chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với lại Bùi Hồ trong video clip trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau.